Và bây giờ chúng ta trở lại với trận đấu của Đắk Lắk. Deep có mạng của Binz rồi, map thì đó là map Inferno, một tình huống rớt bom xe B nhanh, giờ là một tình huống 3v3. Vâng, CD sai trước, hiện giờ đang là team Đắk Lắk. Map Inferno lần này là map pick của team bây giờ thì Đắk Lắk có một mạng của Ares rồi, đẩy vào bom xe B. Bây giờ thì Deep bắn lỗi, vâng Deep vẫn có mạng CD sai, Deep hết đạn, Deep đang bị quay. Tuy nhiên thì Sakurato đang đối đầu Đắk Lắk, và bây giờ Đắk Lắk nằm xuống với Sakurato. Bốt mạng cũng được Deep trong khu vực bom xe B. Tuy nhiên thì bom đặt khá đẹp, và chúng ta xem Sakurato đối đầu bốt như nào. Bây giờ Sakurato đẩy ra một viên USB, bốt yêu máu, bốt bắt buộc phải đẩy ra bắt ngay lập tức thì lùi về đến từ Sakurato, di chuyển rất khó chịu. Và bây giờ Sakurato đẩy vào, và Sakurato hạ gục được bốt, tỷ số là 1-0 dành cho các thành viên của team No More Choke. Đổi tên. Server 4. Bốn. Sao lại thật với giả là bốn nhỉ? Quên cái gì điên rồi. Không biết thì tao lên đéo nói rồi. Và bây giờ là một tiếng mắt bài đến từ các thành viên của team vâng, Đắk Lắk ăn một quả nết. Bây giờ Đắk Lắk nhiều máu rồi, tràn vào, và Sakurato có mạng của Đắk Lắk rồi. Vâng, một tình huống mà Đắk Lắk áp Nova không giáp. Bây giờ thì đẩy vào, và Kishisan đổi được mạng của 18 cộng thành công. Một tình huống bắn P20 cực kỳ khét đến từ Kishi. Hai viên P20 vào mồm. Giờ là một tình huống 4v4. Một tình huống mà các bạn thấy Captain Đắk Lắk chỉ đạo bắn 4 bom CB từ đầu. Đắk Lắk mua một khẩu Nova ra khu vực bao cát. Tuy nhiên thì Đắk Lắk chưa bắn được viên nào ăn quả nết vào giữa mặt, và chỉ còn có cho mình có 8 máu hay 18 máu gì đó. Bây giờ thì bắt đầu quay về đánh bom xe A đến từ team. Thôi mình cứ gọi team là team Đắk Lắk đi, không có cháy chiếc trái thì thôi cháy nhá. Gọi cháy cho nó dễ. Vâng, team cháy. Team này nó để tên khó đọc quá. Một tình huống fake bom xe B. Sakurato là người đi fake bom xe B, và bây giờ tràn vào khu connector đó. Bây giờ thì Black có vai đâu? Black chưa có vai, Black mới chỉ bắn nhiều đối phương. Bây giờ thì bắt đầu tràn vào bom xe A. Vâng, tràn connector vào bom xe A rồi. Black đang bị quay. Bây giờ chúng ta xem Black có mạng không. Bây giờ thì Black có một mạng của Sam rồi. Black tiếp tục thì Black có double kill. Binz đã gục được Deep thành công, và chỉ còn lại một mình Sakurato thôi. Và quá khó, Sakurato nằm xuống bởi Binz. Tỷ số là 1-1 dành cho các thành viên của team Đắk Lắk trong trận đấu ngày hôm nay. Team cháy. Bây giờ sẽ là một round full buy đến từ cả hai team hay không? Chưa biết tà tích của team này là gì, nhưng tôi đã thấy lạ lẫm rồi. Sakurato là người eco, còn bốn thành viên còn lại thì full buy. Có rớt B không? Không định rớt B nữa. Hai quả, một quả lửa và hai quả nết được ném ra, không thể rớt B được thì đúng hơn. Bắt đầu ép cục B gần đến từ vị trí của Black. Thêm một quả nết nữa. Ui rồi ôi, quả nết chất lượng. 18 cộng còn có 55 máu mà thôi. Một tình huống ném nết rất là chất lượng. Bây giờ thì chuẩn bị tình huống đánh bom xe A. Xe một thùng nhảy lầu, ba đi lầu A, và sau đó bút flash đến từ Sakurato. Và bây giờ nhảy lầu, Đắk Lắk đang rất kinh nghiệm. Đắk Lắk có được một mạng của sao rồi, Đắk Lắk có được một kill rồi. Vâng, nhảy lầu với ai chứ nhảy lầu với Đắk Lắk thực sự là một điều hơi khó, tại vì Đắk Lắk là một player cũ của team Skynet. Binz tiếp tục có mạng 18 cộng. Binz có cho mình double kill, kết thúc round đấu với tỷ số 2-1 dành cho team cháy. Vâng, 2-1, một round đấu và nhảy lầu đến từ các thành viên của No More Choke. Tuy nhiên thì họ không thể thành công được khi mà ở dưới pit. Đó là vị trí của Đắk Lắk, một vị trí mà Đắk Lắk bắn rất tốt cho tình huống vừa rồi, tránh được flash và vẫn có cho mình hai mạng rất là đơn giản. Bây giờ tiếp tục là tình huống đẩy banana, đẩy luôn cả mid các bạn để thấy. Nhưng vừa rồi thì Ares có mạng của Kishisan. Binz đẩy vào, Binz hạ gục được Ares. Binz có double kill, Binz đỏ máu rồi. Và bây giờ thì Binz đi về, có sự cover đến từ Đắk Lắk, và Đắk Lắk có mạng Sakurato. Tỷ số có lẽ sẽ là 3-1 dành cho team cháy mà thôi. Không có nhiều cơ hội dành cho 18 cộng trong round lần này. Và bây giờ thì 18 cộng chuẩn bị nằm xuống bởi bot rồi. Tỷ số là 3-1.
Vâng, ở cái map Inferno này, map Inferno mới này thì cái bom xe B là một cái bom rất là dễ sửa, bom dễ đẩy. Thường thì người ta sẽ đẩy, các thành viên team Cityside họ sẽ đẩy 3B từ đầu. Họ ném cho mình, họ ném, họ sẽ ném lửa và nết sâu B, sau đó sẽ chặn smoke vào không cho đối phương chiếm banana, sau đó thì back về khu vực bom xe A. Thường là như vậy. Và bây giờ một tình huống đẩy lâu A, và Kishia cũng được Sakura to rồi. Bây giờ thì Darkwood lại đẩy, tiếp tục đẩy ra. Và Darkwood chuẩn bị có hàng. Vâng, Darkwood rất là hấu. Và bây giờ Darkwood có mà qua hết rồi. Một tình huống di chuyển quá khéo của Darkwood luôn. Tiếp tục là một quả flash để trả ra hay không. Map Inferno có lẽ là map tủ của Darkwood. Ngày xưa thì team Skynet cũ bắn cái map Inferno này cực kỳ tốt. Và Darkwood cũng là một key player thời điểm đó. Ngày xưa thì có bộ đôi Darkwood và Zack là hai bộ đôi cánh mid. Bây giờ sẽ là một tình huống flash để đẩy lâu. Darklord là người ném flash cho đồng đội đẩy vào check đầu A. Bắt đầu lên mid chậm. KC đang người kêu họp B. Và đứng ở khu vực connector đang lại, đó là Black. Bây giờ thì chạy connector vào khu vực bom sai A rồi. Đang tình huống tăng 2 connector. Chúng ta xem Black đang làm gì. Black đang bị quay và Black chưa có mạng. Vâng, Black đang di chuyển khá khéo. Và bây giờ chúng ta xem Black có một mạng của Deep rồi. Và bây giờ Black nằm số 7, 18 cộng 3 vết 2. Tuy nhiên thì vào bom xe A sẽ là điều rất khó, quay về bom xe B. Kishisan với một góc kê rất đẹp lại quay về bom xe A rồi. Có vẻ như một tiếng fake rất khó chịu đến từ các thành viên của team Z, team No More Choke. Và tôi lại muốn xem player Darklord di chuyển như thế nào. Darklord bắn trượt và Darklord bỏ ngay lập tức. Darklord đang vòng về con Nectar. Vâng, một tiếng lại quay thành vọng kìm. Trong khi đó thì Sam đang giữ được pit. Và Darklord vâng, có vẻ nghe đấy rồi, Darklord ăn quả flash rồi. Giờ là một tiếng 3v2. Darklord sẽ đi tích bom như thế nào. Vâng, Darklord đang xử lý khá là dườm già, chạy nối lại chạy sang nhà đen rất là khó chịu. Bây giờ một bạn đến từ vị trí của Sam rồi, tiếp tục đẩy vào cứu bom. Bây giờ thì Sam có double kill. KC đổi được một mạng của 18 cộng rồi. Bây giờ thì KC sẽ muốn lấy mạng bom kín, bom rất kín. Và bây giờ thì gỡ luôn đến từ KC. Và bây giờ nhìn thấy rồi, có mạng đến từ Sam, kết thúc nào đấu với triple kill và tỷ số là 2-3 dành cho đồng hồ chốc. Một rào thi đấu quá xuất sắc của Sam, một rào đấu mà hai thành viên của team cháy họ đã đi tách quá sớm. Vâng, team cháy trong rào đấu vừa rồi họ đã đi tách quá sớm. Vâng, bom CB thì chưa bị thủng, mất nối, khu vực connector thì bị chiếm hoàn toàn, khu vực connector bị chiếm hoàn toàn. Tuy nhiên thì với góc kia họp rất đẹp của KC thì không thể nào về B được, không bao giờ có chuyện về B được. Tuy nhiên không hiểu tại sao hai thành viên của team cháy họ lại quyết định đẩy A và họ để cho đối phương vào bom đặt bom một cách rất là dễ dàng. Và bây giờ lại là một tiếng đẩy ba đa đa nữa đến từ thành viên của team cháy. Bây giờ thì đấu súng, KC vừa cấu được đối phương rất là ít máu, nết được trả ra. Bây giờ thì bắt đầu lại tiếp tục tràn lên chiếm ba đa đa, không cho các thành viên của team cháy họ chiếm được khu vực ba đa đa nữa. Và khi mà T-side họ chiếm được ba đa đa này thì họ sẽ có cho mình rất nhiều góc di chuyển các bạn. Khi mà có khu ba đa đa thì sẽ ép cho team cháy họ bắt buộc họ phải bắn 2B hoặc có thể là phải bách thêm một B nữa là 3B. Tại bom CB là một cái bom rất dễ thủ. Một góc kê các bạn thấy, một góc kê rất tay to của Deep. Và bây giờ vâng, như vậy là Deep bắn xuyên của Smoke, một tiếng bóng bắn như ếch đến từ vị trí của Deep. Hai viên AK và KC là người nằm xuống, một tiếng bóng bắn theo tham mình rất tốt. Và bây giờ thì đúng như tôi dự đoán, bot phải bách về khu bom CB, bắn 3B rồi. Bây giờ thì là một tiếng bóng bắn 2B rồi. 2A, Darklord và Binz là hai người kẹp bom xe A. Vâng, sẽ một tình huống fake bom xe A đến từ vị trí của Sakura Ro và Sam. Và sau đó bom sẽ được di chuyển đánh vào bom xe B. Fake bom xe A rồi, bây giờ bot có bách về hay không? Bây giờ thì đẩy bom xe A lên connector. Bot bách về đúng như dự kiến. Bot bách về rồi và bây giờ thì chuẩn bị hết quả smoke và tràn vào bom xe B. Chắc chắn là như vậy. Bây giờ thì nhìn thấy rồi, và bây giờ 1-3 đến từ vị trí của Binz. Vâng, Binz có một mạng rồi. Một quả lửa hơi nóng. Bây giờ thì flash để trả ra và Sam cần phải lùi về. Tràn vào bom xe B không được. Black có một mạng. Black có đã một kỳ. Black nằm xuống 10 hết rồi. Tuy nhiên thì vâng, Sam vẫn đang ở đây. Vâng, Sam vẫn chưa có mạng. Sam đang bị quay và bây giờ Sam có lẽ nằm xuống rất cục xúc. Và bây giờ thì Sam nằm xuống bởi Darklord rồi. Một tình huống đặt bom B rồi thì cần gì phải cục như vậy nhở. Bây giờ thì bom được đặt thành công, rất là khó cho Ares trong đầu bên này. Tình huống đang là 1v3 và Ares cần phải có ít nhất một mạng trước khi để cho đối phương. Như vậy Ares có một mạng thật. Vâng, rồi thôi rồi. Vâng, như vậy là tỷ số sẽ là 4-2 dành cho team cháy. Một tình huống hơi cố gắng đến từ vị trí của Ares, không cần thiết cho lắm. Tình huống vừa rồi triển giết một thôi, sau đó thì cố gắng cò cưa một chút chứ không nên quá cương. Giết một ăn một lại còn đòi muốn ăn hai cơ.
Thế thì không được rồi. Tỷ số bây giờ là 4-2 dành cho team cháy. Và bây giờ thì vẫn là một round vun bài của họ. Trong khi đó đây sẽ là một round eco đến từ team Nomo Choc. Tech 9 giáp 1, lục và giáp 1. Đó là tactic của team Nomo Choc. Có một quả smoke đến từ vị trí của Aref và một quả flash đến từ vị trí của Sam. Họ sẽ triển khai đội hình như thế nào? Như vậy đang đi mid lane đâu? Tràn mid lane nhanh rồi. Một pha đẩy thẳng mid đến từ vị trí của bot. Bot đang ok rất đẹp. Và bây giờ nhảy qua hay không? Thành viên deep. Ui rồi ơi, vâng, một tình huống bot bắn trượt và ăn một viên deagle vào người. Còn cho mình 60 máu. Lại tiếp tục đẩy banana. Hai thành viên của team cháy họ rất tích cực đẩy khu banana. Tại vì banana hiện tại ở thời điểm hiện tại là một cái khu vực rất dễ đẩy. Đánh CD size giờ rất dễ đẩy banana. Trong khi đó vị trí mid lại là một vị trí rất là khó canh. Đa phần bây giờ thì người ta sẽ không canh mid mà người ta sẽ kẹp trong một trong A một mid, hoặc có thể người ta sẽ kẹp 2 A. Bây giờ thì bắt đầu có đấu súng rồi. Những tình huống purify qua smoke đến từ team cháy. Họ với lợi thế khi cầm trong tay những khẩu AK 14A4 bắt đầu tràn ra. Bây giờ deep chưa có mạng đến từ vị trí của deep. Và bây giờ thì lửa thì trả ra và nóng rồi, hỏng rồi, một mạng, hai mạng, quá là dễ dàng. Và ba mạng, khu vực banana không thể lên được với quả bom lửa được ném ra. Tham Minh quá chuẩn, tiếp tục đẩy ra và KC có cho mình triple kill. KC có quả ra kill rồi và tỷ số là 5-2 dành cho team cháy. Một round đấu quá là đơn giản dành cho họ, không hề có một tí khó khăn nào cả. Một quả bom lửa ném ra rất đúng Tham Minh, cắt đôi đội hình của team Nova Choc, không cho họ một cơ hội nào cả trong cái tình huống đẩy lên banana vừa rồi. Vâng, đúng là với kinh nghiệm của mình. Ở tỷ số bây giờ là 5-2. Như vậy là đẩy banana nhanh rồi. Rất là cục xúc nhưng hai quả nết được trả ra. Và bây giờ 3 quả nết. Và một người làm số đầu tiên đó là Deep. Sam tiếp tục được vì hậu. Aret đẩy ra có 2 mạng. Aret có cho mình 2 mạng và bây giờ 18 cộng. Hạ gục thành công bot. Bom xe bê đã tủ. Nhưng mà Aret chỉ còn có 3 bóng mà thôi. Bây giờ sẽ là một tình huống hanh ngao nhau. Chắc chắn sẽ là một tình huống hanh ngao. Cần phải chọn vị trí đẹp hơn. Vâng, các thành viên của team Nomo Choc có thể chọn vị trí đẹp hơn. Nó bom đặt như thế này cơ mà, cần gì phải đứng như vị trí tù như vậy. Bây giờ thì chúng ta xem pha xử lý của Ares. 3 máu, 3 máu đi từ Ares. Úi tôi bỏ hỏng rồi. Thôi hỏng rồi, 3 máu này còn chọn cái vị trí tù này thế này thì chết. Vâng, bây giờ thì 18 cộng. Một bạn đến từ 18 cộng quá đơn giản. Cái gì đây? Và bây giờ 18 cộng đẩy vào. Một tình huống bắn lỗi không thể chấp nhận được. Và tỷ số là 6-2 cho team cháy. Tôi không hiểu Ares làm gì thì có rồi. 4 máu này chui được cái hốc cứ chuyên ra bị ăn bom với này. 4 máu này nhé, Ares phải đi vào đây. Đường này là cái đường đẹp nhất rồi, sao lại không chui vào đây? Đồng đội thì di chuyển rất hay, 4 máu đánh hết là càng phải di chuyển ra những cái vị trí an toàn càng tốt. Không nên đứng ở những cái hốc. Và tỷ số bây giờ là 6-2. Bây giờ sẽ là một round phốc bài từ team Nomo Choc. Sẽ là một tình huống rớt nhanh chăng? Hai quả nết, một smoke. Rớt đâu đây? Team Nomo Choc họ đang rớt B rất hiệu quả. Bây giờ thì không phải rớt B rồi. Rớt mid đến từ team Nomo Choc. Hai nết được đẹp ra và chuẩn bị bay thẳng qua smoke. Bây giờ là một tình huống tăng lên mid nhanh, đang bắn lại à. Bot có một bảng qua nết, bot lộ vị trí rồi. Bây giờ thì tràn ra, đấu súng. Bây giờ thì min Z đạp xuống 18 cộng rồi. Bom xe hạ đã tủ. Quay cover để mà đặt bom. Bây giờ thì Deep có một bảng của Dragon. 18 cộng nằm xuống 7 min Z. Tiếp tục thì bot có một triple kill. Giờ là tình huống 2-3 và khó rồi. Bây giờ thì Deep nằm xuống 7 KC. Một tình huống mà một tôi thật sự là khó hiểu. Black vừa hạ gục được Sam, kết thúc ra đấu tỷ số 7-2. Thật sự là khó hiểu khi thanh niên cầm bom thì đi nhà đen, còn lại ba thanh niên còn lại thì đi mít nối, không ai cover bom luôn, vào chiếm được bom xe A dễ như đi chợ, đặt bom vào chỗ ba đồng đội thì đứng ở đây, đúng bom thì đặt ở đây, quay đít vào khu vực nhà đen. Chả hiểu tactic của team Nomo Choc trong cái ra đấu vừa rồi là gì, thì đồng đội đẳng cấp thế giới à, không thể tin được. Vâng, thanh niên cầm bom đi một đường, ba thanh niên còn lại đi đường khác, đường ai nấy đi luôn, không hề liên quan đến nhau. Tỷ số bây giờ là 7-2 dành cho team cháy, họ là dẫn trước. Ba quả nết được ném ra ở khu vực banana. Và bây giờ thì Nomo Choc họ đang rút kinh nghiệm, họ không đẩy vào khu vực banana nữa rồi. Vâng. Bây giờ thì team Nomo Choc họ đang bắn chậm lại. Họ đang hold để chờ đối phương đẩy. 3 đi mid và 2 đi khu vực nhà đen.
Đó là tactic của team đồng hồ trong trận đấu ngày hôm nay. Vẫn đang bắn rất là chậm. Bắt đầu sẽ là một tình huống đánh ở khu vực mid, khi mà cả 5 thành viên của team đồng hồ chốc họ đều đang hầu ở khu vực mid. Chắc chắn là đánh mid rồi. Sẽ là một tình huống đánh vào bom xe A hay bom xe B hay fake mid thì tôi chưa biết. Bắt đầu lửa check được ném ra, trả lửa đến từ vị trí của bot và lùi lại. Đang bắn 2 pit đến từ team cháy trong giao đấu này. Bây giờ thì tràn mid vào nhà đen. Bây giờ thì Đắc Lót lại bắt đầu di ra giữa đường. Đắc Lót với những tình huống di chuyển tham mình rất khó chịu. Một flash được trả ra rất tốt và bây giờ Đắc Lót chuẩn bị có mạng. Bây giờ Đắc Lót đẩy vào một bảng đến từ Đắc Lót và Saku đã to là người nằm xuống. BinZ bây giờ đang có một tình huống kẹp chéo rất khó chịu với Đắc Lót. Bây giờ thì Smoke One Way ném ra với Đắc Lót đái bắt đầu quân địch. Một bảng double kill đến từ Đắc Lót rồi. Bot đẩy vào và gục đường deep. Hàng về và bây giờ thì Bot có double kill. Bot có triple kill không? Đó là mạng của Đắc Lót và tỷ số là 8-2 cho cháy. Họ không mất một mạng nào trong tình huống rồi. Đắc Lót có những tình huống quẩy quá tốt ở trong khu vực bom xe A. Một tình huống di chuyển cực kỳ khéo khi mà thấy một quả Smoke được ném ra. Nhảy thẳng lên nóc thủ bom và đái xuống đầu quân địch. Tỷ số là 8-2 thật là dễ dàng. Và bây giờ là tiếp tục là một round full bài từ Nông Bò Chốc. Họ đang bắn rất tù ở map pick của mình. Vâng, xin nhắc lại thì Inferno chính là map pick của Nông Bò Chốc. Tuy nhiên thì họ gần như không thể hiện được gì nhiều ở cái map pick lần này. Và bây giờ lại là một tiếng đẩy bao ra nào. Vâng, một quả lết được ném ra và thêm một pha purify. Bốn máu chạy về đến từ vị trí của Đắc Lót. Một tình huống mà Đắc Lót đang có một tình huống kinh nghiệm. Tuy nhiên thì kinh nghiệm của Đắc Lót đã khiến anh tí nữa thì chết. Bây giờ thì tràn dây của Connector, bắt đầu solo em. Một bàn đến từ BinZ, double kill đến từ BinZ. Vâng, bây giờ thì BinZ mới nằm xuống. Đắc Lót đổi được một bàn trước khi nằm xuống bởi Sam. Đẩy qua bom lửa đến từ vị trí của bot và bot hạ gục được Sam thành công. Chỉ lại còn lại một mình Ares và thôi, một tiếng phi rất láo đến từ Nông Bò Chốc. Nhưng mà lúc cần phi nhà đen thì họ không phi nhà đen, họ cứ phi ở nối thôi. Bây giờ thì Kishi San đang móc. Vâng, đang móc vào cuối cùng thì bot hạ gục Ares thành công. Tỷ số là 9-2 dành cho team cháy. Tỷ số là 9-2 dành cho team cháy. Giờ thì càng ngày team Nông Bò Chốc lại càng gặp khó khăn. Họ đã thử nghiệm rất nhiều lối chơi, đánh chậm có, đánh nhanh có, nhưng tất cả đều đang không mang đến hiệu quả. Bây giờ lại là một tiếng đẩy 3B. Các bạn thấy lại nết được ném ra. Được 3 quả nết được ném ra. Tuy nhiên thì Sakura to đã có một tiếng áp sát rất sớm. Deep đang là người hỗ trợ và chuẩn bị sẽ là tình huống đánh lên bom xe B nằm xuống và Kishi vừa gục deep thành công. Bây giờ thì tràn vào bom xe B, Black có mạng sang Google, tiếp tục Kishi đẩy ra và có mình gấp một kill nữa. Vậy là 3 mạng đến từ vị trí của Kishi rồi. Vâng, lại một mình 18 cộng. Các thành viên ui nóng và 18 cộng chổng deep vào mặt quân địch. Hậu quả thì các bạn đều biết đấy rồi. Vâng, việc chổng deep vào mặt quân địch là một việc rất là coi thường đối phương và không có gì lạ khi anh ấy đã nằm xuống. Tỷ số là 20. Có lẽ thì Nông Bò Chốc họ nên có tình huống power tick thay bằng việc cứ phi vèo như thế này. Ở những tình huống họ phi với tốc độ rất cao, tuy nhiên thì cái chỗ cần phi thì không phi, toàn phi vào những chỗ không cần phi thôi. Đáng nghe những tình huống tăng lên mid phi láo nhanh thì đa phần là tăng vào nhà đen, tăng thẳng vào bom luôn. Cứ phải phi vòng qua connector vòng vào. Rất là hài hước. Tỷ số bây giờ là 20. 12. Bây giờ thì họ đang phóc bài lục giáp 1. Có hai khẩu AK đến từ vị trí của Deep và Sam. Có vẻ như đang không còn gì để mất rồi. Bắt đầu chiếm được khu vực lầu và nhà đen. Mid đang là vị trí Đắc Lót. Đắc Lót lại quẩy sau quả Smoke và Đắc Lót lại có mạng rồi. Các bạn để thấy Đắc Lót lại có mạng của Deep rồi. Bây giờ thì móc máy cùng Banana. Một triple kill đến từ Kishi. Tài năng trẻ và cuối cùng thì Bota gục 18 cộng thành công. Các bạn để thấy một tiếng huống Spy AK cực kỳ tốt đến từ Kishi. Kishi là player hiện tại đang thi đấu cho team Trip. Không có gì lạ khi mà Kishi có cho mình 3 mạng cách dễ dàng như vậy. Một pha control AK cực kỳ tốt. Vâng, khả năng control AK trong tình huống vừa rồi Kishi là cực tốt. Một pha móc và spray AK chất lượng đến từ Kishi. Vâng, Kishi là player sinh năm 2000, tài năng trẻ của Sài Gòn với kỹ năng cá nhân khá là tốt. Hiện đang thi đấu cho team Trid cùng với Captain Đắc Lót. Đắc Lót với Kishi chính là hai player cùng team. Và ở giải lần này thì không cho phép các player thi đấu online. Điều đó khiến cho Đắc Lót và Kishi không thể cùng team thi đấu được. Đắc Lót thì đợt vừa rồi mới bay vào thăm người yêu ở trong Sài Gòn. Thế nên Đắc Lót không cùng team Trid để thi đấu giải đấu này. Và tách đôi team ra. Đắc Lót với Kishi sẽ bắn cùng với trong Sài Gòn. Và Kaiser với cả Colombo sẽ bắn cùng bên Hà Nội. Bây giờ thì lại một bàn đấu súng nữa. BinZ sẽ đối đầu với 18 cộng.
Bốt đang là người kê mít và Đắk Lót bây giờ lại chuyển về khu vực lầu A rồi. Bây giờ thì Bốt đang đẩy ra 11-2. Một tình huống góc kê rất dị từ Đắk Lót, các bạn để thấy Đắk Lót có những chỗ đứng rất dị. Và bây giờ đấu súng rồi, Bốt có một bàn có sạc. Bin Z lấy được bàn của 18 góc rồi. Giờ thì lại là một tình huống 5-3 và Kishi chuẩn bị lại đẩy ra. Bây giờ thì Kishi đẩy qua bom lửa và Kishi là một đêm deep thành công. Bây giờ Kishi đạp xuống chạy đầu cho thoát. Ngay lập tức Black đẩy ra và có bàn của Sakurato. Và chuẩn bị chỉ còn lại một mình Ares mà thôi. Vâng, Ares luôn là một người sống cuối, bắn trượt đến từ vị trí của Bốt. Tuy nhiên thì Bốt vâng nhàng nhá rất khó chịu. Bốt đối đầu với Ares. Vâng, khó, vẫn là một tình huống khó cho Ares. Và chúng ta xem Ares xử lý tình huống này như thế nào. Một lửa để check trái và bây giờ thì Bốt Ares nằm xuống bởi Black. Tỷ số là 12-2 dành cho team cháy. Vâng, trận đấu diễn ra khá là một chiều. Khi mà team Đắk Lót là team nhì bạc, gặp team team Nông Mo Chốc là team nhất bảng. Tuy nhiên thì team nhì bảng họ đang áp đảo hoàn toàn so với cả team nhất bảng. Và giờ là một round last round cho Good Up lần này rồi. Có lẽ đây sẽ là một trận thắng dành cho team cháy thôi. Trong đó thì Rebellion họ đã dễ dàng có cho mình chiến thắng 2-0 từ rất sớm với những tỷ số như 14-1. Trận vừa rồi thì không biết là đối phương có lên được một round hay không. Bây giờ thì lửa đã trả ra, bắt đầu đi Badala, đẩy nhanh đến từ vị trí của Ares. Ares chưa có mạng, ui giời ơi, lại bóc mít rồi. Vâng, đi 4 Badala thì bị bóc mít. Bốt có double kill, một tình huống cầm hộp, đẩy láo đến từ vị trí của Bốt, đẩy thẳng đến mít chính. Và bây giờ đẩy ra hội công, deep có một mạng của Kishi, lùi lại rồi. Bây giờ thì Sakurato đã ủng được Bốt. Chúng ta xem Black, Black hạ gục được deep rồi. 3 bên này, Smoke sẽ được trả ra, lại đẩy mít tiếp. Bây giờ thì Dark Lord, một tình huống đẩy theo tham mình rất tốt. Dark Lord, Dark Lord đang một trận đấu thi đấu dùng não cực kỳ nhiều. Vâng, tôi chỉ ước một điều, giá mà leo pass của team tôi nó có 1/10 não của Đắk Lót tôi thì mọi chuyện nó đã dễ dàng hơn cho cuộc đời của tôi rồi. Bây giờ thì bắt đầu đẩy vào bom sai B. Vâng, đang bị quay đến từ vị trí 18 cộng. Và bây giờ 18 cộng nằm xuống. Chỉ còn lại một mình Sakurato, nhưng Sakurato đang cầm bom lên bom sai A. Và bây giờ thì chạy vào bom sai A và đặt bom thôi. Không còn gì dễ dàng hơn là cái điều chắc chắn rồi. Tuy nhiên thì vẫn là một điều rào khó với 34 máu, 1/3. Tuy nhiên thì Sakurato đang một lợi thế, đó là quả smoke. Vâng, làm gì vậy? Vâng, định hack nào đối phương rồi. Vâng, Sakurato là con pha xử lý mang đập phong cách của các tần trí phèo. Bây giờ chúng ta xem Sakurato chuẩn bị đập xuống. Bây giờ thì Sakurato đập xuống rồi, rồi ôi. Vâng, và xử lý mang phong cách của các tần trí phèo. Dễ không thích, cứ phải thích khó cơ. Cuộc đời là nhiều cái đơn giản quá đấy, không thích đâu. Một tình huống rất là vòng vèo các bạn thấy. Vâng, bom xe A đã clear hoàn toàn rồi. Lên vào bom xe A, không thèm đặt bom, chạy về B, lăn là chết ở CD Bay. Trời ạ, à, và xử lý về hại não và hack não đối phương. Mỗi tội là đối phương thì nó cuối cùng hack não đối phương này, hack não chính mình. Gọi cháy, khó đọc bảo vô được. Tỷ số là 13-2 dành cho các thành viên team cháy. Bây giờ đây là một tình huống rớt đi ba khu vực second mid. Sẽ là một tình huống tràn mid nhanh hay không? Và chúng ta hãy cùng xem. Bây giờ thì đang hầu khu vực 3 khu vực connector. Bắt đầu tràn lên mid, sẽ là một tình huống đấu xuống ở mid. Ai đang là người cái mid đó là Sakurato. Vâng, Sakurato đang là người cái mid và bây giờ chuẩn bị tràn 5 mid đến từ team cháy. Một quả flash được trả ra. Bây giờ thì tràn mít và còn hết ta rồi. Sakurato đang lùi lại. Bây giờ thì đấu súng. Sakurato với bản thứ 3 viên thế đạt sớm thế. Bây giờ thì Sakurato đang bị quẩy. Một bàn đến từ 18 cộng. Sakurato cũng thành công. Black Sakurato nằm xuống bởi Kishi rồi. 2/3. Và giờ là 2/4. Bây giờ thì bom đang được di chuyển về bom sai B. Tiếp tục thì Đắk Lót có mạng 18 cộng thành công. Bây giờ thì cầm bom về B rồi. Tuy nhiên ở trong bom sai B vẫn đang còn một player. Đó là ai? Vâng, tôi phải soi ngay. Đó là như vậy là deep nằm xuống bởi Đắk Lót à? Lại là một tiếng 2/2. Hơi khó rồi. Đây sẽ là một tiếng retake bom đến từ team Nông Mò Chốc. Bây giờ thì nhìn thấy đến từ vị trí của Sam. Bắt đầu đẩy vào. Sam đang đẩy vào. 2/2. Bom được đặt khá đẹp. Và như vậy là Kishi nằm xuống bởi Sam rồi. 2/1. Có thể retake bom thành công. Chắc chắn là phải đoán lên địch ở đâu. Bây giờ sẽ là một người gơ, một người kê. Ai là người kê? Và bây giờ ui dồi ôi, gơ mà không có người kê ạ. Vâng, đã kê đâu mà gỡ. Vâng, bây giờ thì Đắk Lót đang rất khó chịu. Bây giờ Đắk Lót nằm xuống. Vâng, quả số 1 quan quay. Nhưng người nhìn thấy trước đó là Ares. Và tỷ số là 3-13 dành cho các thành viên team Nông Mò Chốc. Một đòn thắng rất là đau tim khi mà họ đã có lợi thế 4/2 từ khá sớm. Một đòn thắng không hề dễ dàng đến từ team Nông Mò Chốc. Và bây giờ thì liệu team cháy có muốn cho trận đấu kết thúc luôn hay không?
Vâng. Vâng, bây giờ đã có tình huống blame rồi. Xin lỗi anh, câm mồm đi. Tao cho ra tòa đó mấy thằng nhóc. Các player Sài Gòn thì họ rất là vui tính. Ở ngày hôm nay mà anh em mà xem đấu giải thì hôm nay có những pha blame giữa các team. Blame trực diện luôn. Vâng, gáy trực diện nhau luôn, rất là buồn cười. Đừng nhắc về nhà em nữa. Bây giờ thì đẩy ra mid. Vâng, nhìn thấy cánh tay đến từ vị trí của bot rồi. Đây là một round eco đến từ team cháy. Họ đang muốn đánh mid chậm, đang bò lên mid. Bây giờ đang góc kề chơi được từ bot. Và bây giờ bot chưa có mạng, bot bắn yếu sang Kurato. Bây giờ thì tràn vào bom xe AK, tâm hơi cao. Ares nhìn thấy địch, Ares báo một mạng rồi. Bây giờ thì Ares có double kill. Vâng, Ares là chưa làm số, xa mạng cũng bị dết. Ares có triple kill rồi, Ares đẩy ra. Và bây giờ sang Kurato là cũng được bot. Và tỷ số là 4-13 dành cho nước ngồi trước. Tuy nhiên thì bây giờ mới là điều khó khăn dành cho khi mà team cháy họ sẽ full bài. Với 5 khẩu AK thì mọi thứ sẽ khác rất nhiều. Vâng, vừa nãy thì Du, player nữ duy nhất của team cháy có ra đây ý kiến với mình là phải đọc là trái. Trái với cả phải cái gì? Đọc là cháy cho nó dễ. Vâng, đặt tên team khó đọc quá. Mình thì đến tầm thế giới mà tên team mà tên player khó đọc thì mình cũng đổi tên nó luôn. Chứ gì đâu mấy tên team Việt Nam. Cứ đọc thế nào cho nó dễ là được rồi. Chuẩn bị là một tiếng đánh bom CB. Sẽ là một tiếng set up bom CB chẳng? Chúng ta cùng xem. Bây giờ thì bắt đầu trả bom lửa ra. Vẫn đang đi bom CB chậm. Các thành viên team cháy họ đang chiếm được khu banana gần rồi. Bây giờ thì chuẩn bị tràn vào. Đang hầu banana. Chuẩn bị, chúng ta hãy xem. Một smoke được ném ra bên phải và bên tràn và đấu súng luôn. Một lửa lại trả ra và hơi nóng rồi. Một màn đến từ vị trí của BZ. Tiếp tục thì có màn đến từ Kishi bom xe bê thủng rồi. Vâng, một kỳ rào quá quan trọng. Đổi được một màn đến từ Sakurato. Kishi chỉ còn được 4 máu thôi. Có thể đi lick bom được. Bên đến đây được ném vào. Ui, ui ôi ôi, thôi bỏ mẹ tôi rồi. Vâng, quả nết quá chất lượng đến từ vị trí của Ares. Và Kishi đã nằm xuống một cách đau đớn. Bây giờ là tiếng mà vết ba bắt đầu đi lick bom. Blake đẩy ra và cũng thành công. Ares Sam đổi được mạng của Blake thành công. Tiếp tục thì bot có mạng của Sam. Giờ là thiếu một vết hai và Sakurato. Vâng, hơi khó Sakurato khi mà Sakurato này chỉ có một quả flash thôi. Đang một tiếng hách nào đến Sakurato thì thời gian không còn nhiều. Bây giờ Sakurato có một mạng của Đắc Lộc rồi. Chuẩn bị đẩy ra. Vâng, bây giờ Sakurato đẩy ra. Có kết thúc đối phương hay không? Sakurato có mạng của bot nhưng không đủ tham rồi. Và tỷ số sẽ là 14-14 dành cho team cháy trong trận đấu ngày hôm nay. Tỷ số là 14-4 dành cho team cháy. Tỷ số là 14. Vâng, thanh niên Ngọc. Bốt là Ngọc nhỉ? Vâng, thanh niên Ngọc đang gáy rất to. Vừa bắn vừa gáy vừa trêu các đàn anh của mình. Tiếp tục lùi xuống đẩy bom xe B rất nhanh. Team Nova Choke họ đang mắc một sai lầm rất lớn, đó là cái banana là một cái điều, một cái góc rất dễ đẩy. Tuy nhiên thì họ không bao giờ chiếm banana, họ luôn bỏ mất cái lợi thế của chính mình. Bây giờ thì họ vẫn là một round full bài từ Nova Choke. Đây lại là một kỳ round của trận đấu khi mà team cháy với là team yếu tiền hơn. Bắt đầu quắc lên khu vực bom xe A. Bắt đầu quắc lên khu vực bom xe A. Và chuẩn bị xe lôi đường set up bom xe A đến từ team cháy chăng? Bây giờ thì bò lên. Smoke được ném ra khu vực connector. Và chuẩn bị tràn vào bom xe A. Trong khi đó thì đang chủ động bắn lên 3B. Một tiếng mất bài sai hoàn toàn đến từ đâu chốc. Bây giờ thì nằm xuống đến từ vị trí của xa rồi. Tiếp tục thì lại lần nữa Ares bị gục. Bom xe A giờ lại thủng. Mà không hiểu tại sao các thành viên của team Nova Choke họ bách về những tình huống khó hiểu đến như vậy. Mà không hề có một cái thông tin gì ở khu vực bom xe B cả mà họ lại dám bách về bắn 3B. Hai bom xe A. Cái bom xe A lúc nào cũng là một cái bom bắn khó rất nhiều. Bắn 3, thậm chí bắn 3 chưa chắc đã là chắc được. Mà họ còn dám bắn 2A, 3B. Vâng. Với việc không đẩy được banana từ sớm đã khiến cho team Nova Choke họ mất rất nhiều lợi thế. Và tỷ số là 15-4 dành cho team cháy.
Bây giờ thì tràn vào. Binzet có mạng của Sakura to rồi. 18 cộng đổi được một mạng của Đắk Lắk. Tuy nhiên thì Binzet nằm xuống ngay bởi 18 cộng. Double kill, triple kill đến từ 18 cộng rồi. Tuy nhiên thì xếp thành công cái khẩu súng này cũng không có nghĩa là họ có thể thắng được. Vâng, tỷ số bây giờ đang là 15-4. Và chỉ có một round đâu nữa thôi. Mắt boy đầu tiên của trận đấu dành cho team cháy. Team cháy họ đang có cho mình hai khẩu AK và một 4 khẩu AK và một khẩu M4 và 1S. Bây giờ thì lại là một tiếng tràn mid đến từ team cháy. Họ đang đánh rất đơn giản, các bạn thấy góc thẳng lên mid luôn. Bắn theo kiểu hầu pick tay to. Bây giờ thì tràn lên mid rồi. Sẽ là những tình huống đổi mạng đến từ team cháy. Bây giờ thì một mạng đến từ Kishi San. Vâng, thanh niên Kishi đang là đầu tàu của team cháy với những tay bắn tay rất là to. Đắk Lắk là một player thi đấu nhiều kinh nghiệm. Lửa được ném xuống mid và nóng rồi. Bây giờ là chuẩn bị tiếp tục vào màn đấu súng. Bây giờ thì chưa có mạng. Sam có một mạng. Sam nằm xuống Ares hạ gục thành công BZ. Nhưng lập tức thì Đắk Lắk có mạng của Ares rồi. Và bây giờ thì rất là khó khi mà Đắk Lắk lại tiếp tục có mạng của Deep. Black vừa nằm xuống nhưng bây giờ là 1v2. Lửa được trả ra, lửa lỗi rồi. Bây giờ thì đẩy vào. Và bây giờ 18 cộng đang bị quay. Ăn quả flash nữa và cơ hội cho 18 cộng là con số 0. Tỷ số là 16-4 dành cho team cháy trong trận đấu ngày hôm nay. Và bây giờ team cháy sau Rebellion thì team cháy là cái tên tiếp theo vào vòng trong.